Xin chào tất cả các bạn nhé. Mấy anh em đi đổ đất các bạn ạ. Hôm nay đi chở đất, vẫn chở đất. Thì là con ngựa mới các bạn đã thấy đúng không? Hôm nay tôi cho các bạn xem trực tiếp luôn, xem như thế nào vào cái bãi đất này. Chở khá là căng này các bạn. Em này đằng trước này đây các bạn, con này thùng thấp. Em tôi đang đi đổ ấy, đang hai xe kia vướng. Đây, bạn sẽ chở đất này được không? Mát luôn. Lắm. Yeah. Đẩy luôn các bạn. Đánh nhau luôn. Tiếp tục điện lực tội.